Giám đốc hô hào nhân viên thẩm mỹ viện Ameda bỏ khẩu trang, khiến 65 người liên quan nhiễm COVID-19 bị khởi tố. Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Ameda hô hào hàng chục nhân viên bỏ khẩu trang để đọc to mục tiêu, khiến sau đó 65 người liên quan nhiễm COVID-19 đã bị khởi tố. Sáng ngày 21 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can đối với giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Ameda liên quan đến vụ án vi phạm chống dịch COVID-19 xảy ra tại thẩm mỹ viện quốc tế Ameda. Theo đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Quang Trọng, 29 tuổi, ngụ tại đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng về hành vi vi phạm quy định an toàn ở nơi đông người, làm bùng phát dịch COVID-19. Theo điều tra, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát trở lại vào thời điểm tháng 4 năm 2021, thành phố Đà Nẵng đã có các chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp chống dịch. Tuy nhiên, Trọng đã có hành vi tụ tập đông người, vi phạm quy định 5K về phòng chống dịch COVID-19 tại Thẩm mỹ viện quốc tế Ameda, thành phố Đà Nẵng. Cụ thể là, Trọng đã tổ chức cuộc họp có trên 30 nhân viên công ty tham gia từ 20 giờ 30 phút đến 22 giờ 15 phút ngày 2 tháng 5, vi phạm quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trước khi vào họp, các nhân viên đều mang khẩu trang theo quy định, nhưng đến phần truyền lửa do Giám đốc Nguyễn Quang Trọng chủ trì, Trọng đã yêu cầu các nhân viên bỏ khẩu trang. Từ lời hô hào của Trọng, các bạn đọc mục tiêu mà đeo khẩu trang à? Các nhân viên đã bỏ khẩu trang và hô to các mục tiêu theo hướng dẫn. Sau cuộc họp tại Thẩm mỹ viện quốc tế Ameda, đã có 65 người nhiễm COVID-19, dẫn đến các tổn thất chi phí cho điều trị, truy vết, cách ly các trường hợp F1 và chi phí vận chuyển các ca bệnh trên với số tiền hơn 7,1 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trọng vi phạm nghiêm trọng về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và Sở Y tế thành phố Đà Nẵng tại nơi đông người. Hiện Trọng đang bị cấm rời khỏi nơi cư trú để tiếp tục mở rộng điều tra hành vi liên quan ổ dịch COVID-19 tại Thẩm mỹ viện quốc tế Ameda của những người liên quan. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.